Trà thanh nhiệt Dr. Thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình Dự Án Số 1. Có lúc em vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau. Mỗi sớm em bắt đầu một thói quen, gửi cho anh một dòng yêu thương thật nồng nàn. Và giữa em chợt nhớ phút nói tiếng yêu đâu, nhớ môi anh chiếc hôn đầu tiên, một yêu đầu tiên. Và giữa em lại thấy vẫn đây, vẫn như khi gần nhau, những cái ôm thật chặt từ phía sau. Và em như biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò, để hát cho anh ngàn lời. Yêu và yêu và yêu anh mãi mãi, yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Và yêu mình anh, chỉ mình anh thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng em để suốt ý, yêu và không rời xa đến trọn đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho anh, gần lại bên em, gần lại bên em mãi mãi. Mùa yêu đầu tiên. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã, phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.